Phương Thảo mến chào quý vị đang cùng đến với chương trình Cuốn sách cuộc đời. Quý vị thân mến, tục ngữ Việt Nam thì có câu rằng là một kho vàng cũng không bằng một nang chữ. Vàng bạc dẫu có quý giá đến đâu thì chúng ta dùng cũng sẽ hết. Chỉ có tri thức là vô tận và trường tồn cùng với thời gian. Và có thể nói là những cuốn sách chính là kho tàng kiến thức mà những người đi trước đã chắt lọc và hệ thống lại một cách khoa học để cho thế hệ đi sau của chúng ta có thể từ đó mở rộng tầm nhìn, chiêm nghiệm và học hỏi, tìm ra cách giải quyết vấn đề cũng như là có được thành công hơn trong cuộc sống, và nhằm có thể là lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc và viết sách trong cộng đồng. Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phối hợp cùng với Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim Cương thực hiện chương trình Cuốn sách cuộc đời. Chương trình Cuốn sách cuộc đời thì được phát sóng vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên Doanh nhân Sài Gòn online tại địa chỉ là doanhnhansaigon.vn và được phát vào 8 giờ đến 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 87.7 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chương trình Cuốn sách cuộc đời ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một tác giả sách cũng đồng thời là một doanh nhân từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao, quản lý, quản trị của nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip ngay sau đây để cùng biết khách mời của chương trình là ai. Tốt nghiệp kỹ sư trường quốc gia Cầu Đường Pháp, giáo sư Phan Văn Trường nguyên là giảng viên tại Đại học Paris en Fanchon Sorbonne. Ông từng tư vấn kinh doanh và làm quản lý cấp cao của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới. Ông là công dân Pháp gốc Việt hiếm hoi được Tổng thống Pháp phong tặng hiệp sĩ Bắc Đỗ Bội Tinh, huân chương cao quý nhất của nước Pháp. Từ năm 1990, ông là cố vấn thường trực của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Năm 2004, ông trở về quê hương góp phần xây dựng và phát triển đất nước với rất nhiều vai trò, trọng trách. Ông tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học và là cố vấn cấp cao của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Năm 2009, giáo sư Phan Văn Trường được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục để ghi nhận những cống hiến của ông cho nền giáo dục nước nhà. Ông cũng là người sáng lập hệ sinh thái Cấy Nền với những chuỗi khóa học hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn mới khởi nghiệp. Qua đó tạo nên một thế hệ doanh nhân mới góp phần phát triển đất nước. Tâm huyết với việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, giáo sư Phan Văn Trường đã viết và xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có Một đời thương thuyết. Đây là cuốn sách đầu tay được ông viết từ trải nghiệm hơn 40 năm theo nghiệp thương thuyết. Với giọng văn gần gũi, hóm hỉnh, chia sẻ kinh nghiệm qua những cuộc đàm phán quyết liệt, đồng thời gửi gắm nhiều triết lý nhân sinh. Một đời thương thuyết nhanh chóng được bạn đọc yêu thích và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy với hơn 20.000 bản. Cuốn sách đã được vinh danh với giải sách hay năm 2016 cũng như nằm trong top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp do độc giả tạp chí Doanh nhân Sài Gòn bình chọn vào năm 2021. Vâng, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, vị khách mời của chương trình Cuốn sách cuộc đời ngày hôm nay đó chính là giáo sư Phan Văn Trường, cố vấn thường trực của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế, cố vấn cấp cao của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và là tác giả của quyển sách Một đời thương thuyết. Phương Thảo xin được gửi lời chào đến giáo sư Phan Văn Trường ạ. Dạ vâng, tôi xin chào tất cả các khán thính giả của Doanh nhân Sài Gòn, cũng như là tôi cũng rất vui được gặp lại Phương Thảo. Đã cùng tôi cũng làm một vài buổi rất là đáng nhớ. Dạ vâng. Và chắc là cho phép Phương Thảo xin được xưng hô là thầy để cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ diễn ra một cách thân mật hơn. Vâng, tôi cũng xin lâu lâu cũng quen miệng tự gọi mình là thầy để xin phép khán thính giả chấp nhận cái việc này. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về quyển sách Một đời thương thuyết của thầy. Thưa thầy, ở trong phần đầu của sách thì bằng những cái kinh nghiệm thực tế khi mà thầy đi thương thuyết ở nhiều quốc gia, ở nhiều khu vực trên thế giới, thì thầy có nhận định rằng là một cái cuộc thương thuyết với người Pháp mà để thành công á, thì chỉ cần nhìn nhận rằng họ là một người thông minh tuyệt vời. Bên cạnh đó thì thầy cũng chỉ ra rằng là người Việt Nam á, thì là những nhân vật rất là nhạy bén cá nhân và thường sẽ thành công trong những cái cuộc thương thuyết một mình hơn là các nước khác.
Thầy là một người lớn lên ở Việt Nam và trưởng thành làm việc ở Pháp, thì thầy nhận thấy rằng là những cái yếu tố này nó ảnh hưởng như thế nào đến nghiệp thương thuyết của thầy ạ? Mình có xu hướng là giống với tính chất của người Pháp hơn hay là của người Việt Nam hơn ạ? Ôi, làm sao mà có thể chia được nhỉ? Thật ra đó thì mình có cái sự tinh tế của người Việt Nam thật. Nếu mà không có đó thì chắc người ta cũng không có bao giờ bổ nhiệm tôi vào những cái vị trí này đâu. Thế nhưng mà mình học được của người Pháp rất nhiều. Bởi vì người Pháp ấy, có một điểm mà người ta hơn chúng ta là họ có một cái lý luận hệ thống rất là chặt chẽ. Khi mà mình mà thương thuyết với người Pháp ấy, thì mình phải nhớ rằng là hễ mà mình nói một cái đầu câu mà mình đã tâm đắc ấy, thì họ sẽ dần dần họ đưa với cái lý luận hệ thống của họ, đưa mình tới những cái kết quả bất ngờ. Bởi vì nó là một cái lý luận hệ thống không chối cãi được, rất nguy hiểm. Người ta sẽ nói rằng là bạn đã có cái giả định như thế này, thì có nghĩa rằng bạn thích thế kia, có nghĩa rằng bạn muốn như thế này, có nghĩa rằng là thế này, có nghĩa rằng là thế kia, thế thì họ đưa mình tới kết quả mà đôi khi mình không mong muốn. Thế thành thử ra là chơi với những người mà có lý luận hệ thống ấy, thì mình phải cẩn thận lắm. Thế thì cái đó là tôi cũng đã có nhiều năm học được của người Pháp. Ôi, tôi rất yêu nước Pháp, tôi rất yêu người Pháp. Tất nhiên họ có những cái khuyết điểm mà cũng đáng ghét, nhưng mà nói chung là họ đáng yêu. Nhưng mà thật sự ra thì nước Việt Nam chúng ta sẽ không có thương thuyết nhiều với người Pháp đâu. Bởi vì rằng là nước Pháp hiện thời cũng không có quá nhiều dự án với chúng ta. Những cái đối tác mà chúng ta sẽ thương thuyết nhiều sẽ là Hoa Kỳ và Trung Quốc và Nhật Bản, có lẽ có thêm Hàn Quốc nữa. Thì tất cả những người này thì họ rất khác người Pháp, cho nên là chúng ta phải học cái cách mà thương thuyết với họ. Trong sách thầy có chia sẻ một cái điều đó là nếu như mà chúng ta đến một quốc gia nào đó để mà chúng ta thương thuyết với họ mà chúng ta biết được tiếng bản xứ thì đó là một lợi thế rất là lớn. Còn nếu không thì giống như là mình phải phó mặc hoàn toàn cho phiên dịch viên. Cũng có những lần thầy chứng kiến rằng phiên dịch viên họ sẽ dịch sai, thậm chí là dịch trái ngược lại với ý của mình. Nhưng mà thế giới này thì rộng lớn biết bao nhiêu, chúng ta không thể nào có thể là biết hết tất cả các thứ tiếng trên thế giới. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế những rủi ro nếu như mà mình không biết được ngôn ngữ bản xứ ở những quốc gia mà chúng ta đi thương thuyết ạ? Câu hỏi của Phương Thảo nó rất là tinh tế, nhưng mà tôi xin phép là có cái câu trả lời tinh tế hơn một tí. Là tôi lợi dụng là khi mà cái người mà người ta thông dịch cho mình mà mình thấy hài lòng thì mình bảo rằng đấy, bạn ấy thông dịch đúng đấy. Thế còn khi mà cái cuộc thương thuyết nó đi trái chiều một chút xíu thì tôi bảo là tại vì người thông dịch họ không thông dịch đúng. Thành ra là tôi sử dụng người thông dịch như là một nạn nhân mà tôi đánh giá. Thế thì tất nhiên là cái người thông dịch thì họ bức xúc lắm khi mà tôi nói là dịch sai. Nhưng mà thôi ráng chịu, bởi vì mình là khách hàng mà. Nói chung là khi mà mình thương thuyết thì mình phải nắm cái thế chủ động của mình. Yeah. Cả đối với khách hàng, cả đối với người thông dịch. Đúng là như là Phương Thảo nói đó, thì tất nhiên là mình không thể nào nắm hết được từng đấy cái ngôn ngữ. Mà đôi khi nó còn tức cười là thế này, là cả hai bên đều quyết định là thương thuyết bằng tiếng Anh. Yeah. Hay là thương thuyết bằng tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha. Nhưng mà cả hai bên đều không nắm vững cái ngôn ngữ đó. Mình dùng cái ngôn ngữ thứ ba của hai quốc gia mà không có cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chính. Thế thì nó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện buồn cười. Hồi mà tôi thương thuyết đến Trung Quốc cách đây cũng phải hơn 30 năm rồi. Thời gian đi nhanh quá. Có một lúc người Pháp người ta mới bảo rằng là cái sơn của chúng tôi đó, nó nhờn. Yeah. Đây là chữ nhờn bằng tiếng Pháp. Thế thì người thông dịch bảo là nhờn là cái gì nhỉ? Người Pháp mới tươi cười, người ta mới nói rằng nhờn là không phải lỏng mà cũng không phải đặc. Bên phía Trung Quốc mới, ồ, không đặc là thế nào và không có lỏng là thế nào? Mà nó là nó nhờn. Thế nhưng mà cái chữ Trung Quốc cái hồi đó nó không có chữ nhờn. Thế thành ra là cả một cuộc khó khăn. Và bên Trung Quốc có người đã nghi ngờ chúng tôi làm cái gì không có chân chính lắm. Khi mà nghe thầy chia sẻ thì Phương Thảo cũng có nhớ một cái chi tiết ở trong một đời thương thuyết mà cũng là cuộc đàm phán giữa người Pháp và người Trung Quốc, là thường là thầy sẽ nói một cái ý là người Pháp đã hỗ trợ người Trung Quốc như thế nào. Tôi thuộc lòng lắm, cái này là thuộc lòng, tại vì mình thương thuyết mấy trăm lần bên Trung Quốc rồi, mình thuộc lòng. Lần nào cũng phải nhắc nhở là nước Pháp là cái nước đầu tiên công nhận nước Trung Quốc như là một quốc gia. Cái đó thì là nó mắc ơn kinh khủng lắm. Vâng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là Phương Thảo muốn nhấn mạnh ở chỗ là có những lúc thầy quên nói thì người phiên dịch viên họ nói giúp thầy luôn. À đúng rồi. Thế thì có một lần người ta bảo rằng là xin lỗi ông quên mất là nước Pháp là nước đầu tiên công nhận Trung Quốc, bảo cho phép em nói nha. Em nói đi, thế là xong. Thầy có chia sẻ ở trong quyển Một Đời Thương Thuyết rằng là một trong những cái điều gọi là đặc ân
mà thầy thường có khi mà thầy đi thương thuyết ở các nơi, đó là thầy được trao một cái quyền quyết nghị ở ngay trên bàn đàm phán. Có thể là thầy không cần phải chờ một cái sự xin phép mà có thể quyết định ngay tại chỗ. Thì nhờ cái quyền đó cho nên là đã có những lần hớt tay trên các công ty đối thủ. Bao giờ mình cũng ở tay trên phân thảo. Đó là tại vì rằng là cái người khách hàng là người ta rất thích gặp cái người quyết định. Tôi Phan Văn Trường, tổng giám đốc công ty của tôi, tôi cam đoan chuyện này. Đầy số điện thoại di động cá nhân của tôi đây. Nếu có chuyện gì mà bạn không bằng lòng mà gọi thẳng cho tôi, không có qua thư ký nữa, họ nghe đấy, họ sướng lắm. Nhưng mà vấn đề là đâu phải ai cũng được trao một cái quyền như vậy. Vâng, mình phải nói thế này nhé, là toàn các dự án 500 triệu đô la với 1 tỷ đô la thôi. Nói chuyện dự án 1 tỷ đô la, khách hàng xin mình trừ 1%, nó chỉ là 1% thôi. Nhưng mà 1% của 1 tỷ đô la là 10 triệu đô la. 10 triệu đô la mà buổi sáng nó xin là mình xuống 10 triệu đô la, buổi chiều nó xin mình xuống 15 triệu đô la. Tổng cộng cái ngày đó, đó là mình xuống 25 triệu đô la. Đây là cái tiền xuống thôi đó. Tất nhiên là người Nhật cuống lên, họ phải về, họ phải chia. Tại vì rằng là trong công ty của họ có Sumitomo, có Mitsubishi, có gì. Họ bảo rằng là Mitsubishi chịu 600 ngàn nhé, Sumitomo chịu 500 ngàn nhé. Nó choảng nhau và nó không đồng tình. Trong khi tôi một mình tôi bảo là ok. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không có được cái quyền, gọi là quyền mà có thể quyết nghị như vậy, thì làm thế nào để chúng ta có thể tránh được thất bại trong những cuộc thương thuyết ạ? Vâng, cái ngay khách hàng họ cũng không chờ đợi cái câu trả lời trực tiếp của mình đâu. Nếu mà một cái phái đoàn nào mà nói rằng là tôi xin cần, bởi vì các bạn đòi hỏi nhiều quá đó này, tôi phải cần tôi về tôi nói chuyện với tất cả các đồng đội, các đối tác của chúng tôi, thì khách hàng họ hiểu. Thành cũng vì vậy cho nên là những cuộc thương thuyết với những nước như Trung Quốc nó kéo dài thường thường 2-3 năm đó, chứ nó không phải là kéo dài 1-2 tháng đâu. Thế nhưng mà khi mà mình thương thuyết với người Mỹ chẳng hạn thì giỏi nhiều lắm là nó kéo dài 2-3 tháng thôi. Thương thuyết dễ nhất là với người Đức, còn với người Nhật thì nó kéo dài đôi khi cả 8-9 năm. Là tại vì họ cần thời gian để thương thuyết giữa họ rất là nhiều. Cái đặc ân đó thì thường là để tạo ấn tượng nữa đúng không thầy? Tạo ấn tượng, nhưng mà cái ấn tượng đó nó là một ấn tượng thực, chứ nó không phải là một cái ấn tượng hào nhoáng. Tức là khi mà người ta có trước mặt họ cái người mà quyết định phía bên xây dựng dự án đó, họ bảo rằng là cái công ty này đó nó nghiêm túc lắm, nó gửi ngay cả chủ tịch tổng giám đốc đi ngồi thương thuyết, tức là nó coi trọng mình. Và trong quyển sách Một Đời Thương Thuyết thì thầy cũng có ví von rằng là một cuộc đàm phán thì nó cũng giống như là một cái chiếc xe nặng tải mà cả hai bên của bàn đàm phán thì đều phải cùng nhau đẩy cái chiếc xe đó. Thì giả dụ như khi mà chúng ta nhận ra rằng là bên đối tác của mình họ đang cũng khá là lưỡng lự và họ chỉ là cầm chừng thôi, chứ họ không có tích cực cùng đẩy xe với mình, thì lúc đó mình có nên tiếp tục cái cuộc thương thuyết nữa hay không? Câu hỏi này là vô cùng thông minh, nhưng mà tôi xin phép trả lời như thế này. Tôi có một cái lợi thế là tôi là chủ tịch tổng giám đốc, chứ tôi không phải là nhân viên đi thương thuyết. Và khi mà tôi thấy rằng là cái người thương thuyết với mình mà không có chứng tỏ cái thiện chí, tôi cúp ngay, tôi giết để cho tặng một bài học. Nhưng mà mình giết là mình giết nhẹ nhàng thôi. Mình bảo rằng bạn ạ, tôi hết hơi rồi, tôi chẳng còn có cái gì để nói thêm nữa. Bạn mà vẫn còn quyến luyến tôi thì bạn gọi lại tôi nhé. Nhưng mà còn nếu bạn không quyến luyến thì tôi không làm hơn được. Mà mình tỏ vẻ như là mình là người ốm đau, si tình mà mình không cưới được. Nhưng mà thật ra trong lòng mình là giết, mình thành thật như thế. Bởi vì cô dâu vẫn đẹp quá mà. Thế nhưng mà cái nghệ thuật truyền thông là nội dung mình rất là cứng, nhưng mà cái hình thức trình bày nó rất mềm mại, nó rất âu yếm. Thầy cũng có một cái lời để mà khuyên các bạn đi thương thuyết ấy, đừng đanh thép quá. Đanh thép quá nó chỉ vui cho cái chính mình, cho rằng là mình như thế thì mình như là cầm súng, nhưng mà không phải. Mình sống trong một xã hội của người với người, mình luôn luôn là hãy có những cái thái độ rất âu yếm trong bất cứ tình huống nào. Thất bại cũng âu yếm, thành công cũng âu yếm, và chỉ quan trọng là nó cái nội dung nó khác thôi. Thầy thì cũng chia sẻ rằng là khi mà sử dụng cái đòn tâm lý thì có thể là giúp cho chúng ta thành công, bởi vì tâm lý thì có thể giúp cho chúng ta là lật ngược được thế cờ và thậm chí là có thể quật một người ngã xuống. Nhưng mà thầy cũng dặn dò rất là kỹ lưỡng rằng khi mà chúng ta sử dụng đòn tâm lý thì mình phải cân nhắc, không nên quá lạm dụng và phải có một cái sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng trước khi mà chúng ta sử dụng. Còn thầy thì sao ạ? Nó nguy hiểm lắm. Là bởi vì rằng là khi mà chúng ta mà nói một cái lời nào
mà nó chối tay hẳn với phe đối tác thì họ sẽ không trở lại nữa đâu. Mà cái đó không phải là cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là mình phải lấy được cái dự án trong cái điều kiện của mình chứ. Mình có thể tự mình cắt đứt, nhưng mình đừng để cho ai cắt đứt với mình. Đấy là cái nguyên tắc khi mình đi thương thuyết. Thế thành thử ra là mình dai như con đỉa ấy, khi mà mình vẫn còn muốn tiếp tục. Nhưng mà khi mình cắt ấy, thì họ sẽ thấy chống mắng và họ bắt đầu họ sợ. Giống như cô dâu bất thình lình có 4-5 người hỏi đó, mà xong cái người này người ta không hỏi nữa, thì tự nhiên là không ai hỏi nữa. Thế thì xin giải mã cho Phương Thảo luôn nhé, là đôi khi những cái người tới hỏi cô dâu ấy, cũng là người của mình. À dạ. Nhưng cái đó thì thôi thì gọi thế là ma giáo. Nhưng mà tức là chúng ta phải chắc lọc đúng không ạ? Vâng, chẳng hạn như là mình thì mình đẹp trai như thế này, mình tới mình hỏi cô dâu, thế nhưng mà mình gửi 4-5 đứa trông lâu la mà trông như gấu cả, nó tới nó hỏi cô dâu, bảo ôi rồi sợ quá, thế bảo tôi cái anh kia anh đẹp trai thôi lấy luôn anh cho xong. Thế nhưng có ngờ đâu là mấy con gấu kia là cũng là của mình hết. Dạ. Những cái chia sẻ của giáo sư Phan Văn Trường thì là đúc kết từ những cái kinh nghiệm, nhưng mà thầy trình bày một cách rất là hóm hỉnh và giúp cho chúng ta dễ hiểu. Điều đó cho thấy rằng là tại sao quyển sách Một Đời Thương Thuyết lại rất là thu hút độc giả. Và theo như Phương Thảo được biết thì quyển sách đã được tái bản rất rất nhiều lần. Và Phương Thảo cũng nhớ là trong lần tái bản lần thứ 19 thì thầy có đưa thêm vào trong đó một cái chương là chương 15. Nội dung thầy có nói đến là thương thuyết tạo giá trị cho đôi bên hay đa bên. Tại sao ở thời điểm đó thầy lại đưa nội dung này vào mà không phải là để dành để chúng ta có thể viết thêm một cuốn sách nữa ạ? Tại sao mà mình được thêm? Đó là tại vì Đại học Fulbright một hôm mới gọi cho thầy bảo rằng là thưa thầy, chúng em muốn thầy nói chuyện về thương thuyết trong cho các em học Fulbright. Thầy bảo tôi sẵn sàng tôi tới. Thế thì các bạn Fulbright có nhiều bạn vô cùng sâu sắc, đặt cho thầy những câu hỏi hay quá nhỉ. Nếu mà có đặt những câu hỏi như thế này đó thì có lẽ mình có cái một cái nội dung để mà mình đặt thêm cho cái cuốn sách của mình. Đó là thế nào là một cái upside và cái downside trong cuộc thương thuyết. Thí dụ mình lại kể chuyện cô dâu đi. Thế thì cô dâu là thuộc một gia đình rất là gia giáo, cô dâu rất là đẹp, mà mình biết là mình sẽ đẻ con rất là đẹp với nhau đủ cả mọi thứ rồi. Thế nhưng cô dâu cô ấy lại có một đứa em thích lái xe thể thao, mà mình cũng thích lái xe thể thao. Mình lấy cô ấy thì mình có cơ hội lái xe thể thao, cái này thì nó không đi vào cái sự quyết định của mình. Tức là có hay không cũng không sao. Thế nhưng mà họ lại có. Hay là mình bảo rằng là trong gia đình họ có một bạn đánh gôn rất là hay. Ôi mừng quá, cái đó nó gọi là upside. Tức là mình có được thì mình lại có thêm được một vài thứ mà nó không nằm trong cái lễ cưới, nhưng mà nó nằm trong cái sự thao thức của mình. Có upside thì nó có downside. Thí dụ như là trong gia đình mình thấy rằng là cũng có những cái chuyện mà bất ngờ, thế thì mình cũng phải cân nhắc, thì nó là downside. Tất cả những thứ đó nó không nằm trong cái cỗ lễ cuộc đám cưới. Thế nhưng mà nó là cái thêm và nó là cái bớt mà mình phải tính. Thầy viết đấy không phải là cái mục tiêu là để viết sách hay là để ra thêm cuốn sách. Mình chỉ có một cái tình yêu chứa chan với dân tộc. Các em mà nhận được hết trong cuốn sách thì mình tặng hết thì có thể thôi. Em biết không, thầy có lấy tác quyền với bút nhuận cho thầy đâu. Dạ đúng rồi. Đấy. Thành ra là một hai cuốn sách hay ba cuốn sách cũng thế thôi. Vâng, thầy cũng phải nói là thầy có một cái vinh dự quá lớn mà dân tộc tặng thầy. Là cái cuốn Một Đời Thương Thuyết, có thể nói rằng là hầu hết tất cả các sinh viên đại học đó là họ đều có cuốn sách đó. Cũng như là hầu hết các doanh nhân đều có cuốn sách Một Đời Quản Trị của thầy. Và hầu hết tất cả các em nói chung mà đang đi tìm đường đều có cuốn sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường của thầy. Nhà xuất bản trẻ đó đã dành riêng cả một cái khu vực là chỉ có sách của thầy thôi. Đây là một vinh dự quá lớn cho thầy. Nhân dịp đứng trước camera thì thầy xin tri ân tất cả các bạn. Trở lại với các câu chuyện ở trong quyển Một Đời Thương Thuyết, ở cái câu chuyện về định giá chiếc bình cổ thì thầy có nói rằng là lỗi lầm của bạn khi mà bạn đi thương thuyết sẽ là một cái bất lợi, đó là không biết được là người ở phía bên kia là đối tác của mình định giá cái sản phẩm của mình như thế nào. Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được rằng là đối tác đang đánh giá sản phẩm mà mình đem bán ở mức độ nào, và lỡ như là những cái mật báo cho mình mà nó không đúng thì mình phải làm sao? Đây là cái đề tài của cái việc mua bán hớ. Đây là thầy kể chuyện vui. Cách đây 10 năm, 15 năm ấy, khi mà thầy hỏi tất cả các nơi nào thầy đi qua mà nói về thương thuyết ấy, và thầy hỏi các bạn có biết hớ là gì không? Không bạn nào trả lời được. Thế thì thầy xin nói luôn, hớ đó là khi mà mình biết được cái giá trị thực của đó là bao nhiêu, mà mình mua được cái đó theo cái giá trị thực của nó là mình không bao giờ hớ.
Tất nhiên là mình vẫn có thể mua hơi cao tí, thấp tí, nhưng mà mình không hỡ, là bởi mình đã trả đúng cái giá trị của nó. Thế thì cái khó là mình đánh giá được cái giá trị của cái sản phẩm. Văn hóa mình cao thì mình đánh giá không sai. Thế nhưng mà nếu mà mình mà không có văn hóa cao thì mình có thể đánh giá sai. Thầy đã đi tới chợ Bến Thành, thầy mua một cái áo. Và bạn ấy bảo rằng là, thưa thầy, cái áo này là 200 ngàn. Thầy bảo rằng là tôi mua thế này là hớ, có phải không bạn? À, thế thì bạn ấy mới bảo rằng là, thế thì ông trả bao nhiêu? Dạ. Ừ. Không, tôi không trả bao nhiêu. Tôi hỏi bạn là bạn bán xuống bao nhiêu rồi tôi đi đây này. Tôi đi đây. À, thì bạn ấy cuống lên. Tại vì bạn ấy biết rằng là 10 cái gian hàng sau cũng bán cái áo này. Tức là nếu mà bạn mà không có nắm lấy ngay cái cơ hội bán cho tôi cái áo đó, thì có khả năng là trong những hàng sắp tới tôi cũng lại mua được đúng cái áo đó mà giá rẻ hơn. Tức là mình đặt tâm lý là họ cần bán đấy, chứ không phải mình cần mua của họ. Đấy, thế thì tất cả nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà dầu sao chăng nữa là mình biết là mình đã đánh giá cái áo đó vào khoảng 90 ngàn. Thì mình muốn đi tới được cái 90 ngàn, nhưng mà mình không muốn nói cái giá đó ra. Tại vì mình nói nó ra thì đôi khi mình lại hớ. Tại vì có khi mình đánh giá sai, cái áo nó chỉ có 50 ngàn thôi. Nó 70 ngàn thôi. Vâng ạ. À, lúc nãy thì thầy có chia sẻ một cái câu chuyện về cái giá trị upside trong những cái cuộc thương thuyết của chúng ta. Và trong sách thì thầy cũng có nói là vào những năm 1990-2000 thì các đất nước như là Malaysia, Thái Lan và trong đó có cả Việt Nam nữa thì không tạo ra được những cái upside đó giống như là các đất nước như là Trung Quốc, Hàn Quốc. Như vậy thì liệu rằng là những cá nhân của các trưởng đoàn đàm phán họ có thể tạo ra được những cái upside đó cho những cuộc đàm phán mang tầm cỡ quốc gia với những dự án lớn không thưa thầy? Vâng, thật sự ra đó thì nó không có phải là một cái sự ngẫu nhiên, mà nó là đòi hỏi một cái sự chuẩn bị. Cái hồi đó thầy thương thuyết ở bên Hàn Quốc một cái dự án quân sự, mà mình biết rằng là khi mà họ mua với hàng tỷ đô la cái dự án đó, thật ra là họ muốn mua một cái công nghệ của cái gì khác. Mình biết là cái dự án đó họ sẽ mua bất cứ giá nào, nhưng mà với điều kiện là mình phải bán luôn cái gì mà họ muốn mua thực sự mà họ không để lộ ra. Thì cái đó là cái upside mà mình đoán được. Đó là cái công nghệ nguyên tử hạt nhân cho tàu ngầm quân sự. Mà nước Pháp thì nhất định là không bán công nghệ nguyên tử hạt nhân. Tôi sẵn sàng bán cho bạn cái tàu ngầm. Bạn muốn mua cái tàu ngầm quân sự tôi cũng sẵn sàng bán cho bạn. Nhưng mà quân sự mà nguyên tử hạt nhân thì không. Nhưng mà họ lại cứ bảo rằng là tôi muốn cái súng như thế này, tôi muốn cái máy như thế kia, mà đều là phải là nguyên tử hạt nhân thì nó mới chạy. Tức là họ muốn đưa mình vào một cái thế mà mình bắt buộc phải bán cái công nghệ nguyên tử hạt nhân. Khi mà mình thương thuyết những cái dự án như thế đó, Phương Thảo ạ, mình không một mình đâu em ạ. Thầy có cả một bộ tham mưu của quân đội của Pháp là ở trong bàn hội nghị với thầy. Thầy là trưởng phái đoàn, nhưng mà cái lời nói của họ nó quan trọng hơn cái quyết định của mình. Bởi vì rằng là nó chạm tới công nghệ rất là khó nắm bắt. Thật ra là cái upside với cái downside, mình tuy là trưởng đoàn, tuy là mình ngồi trong hội nghị, nhưng mà mình lại để cho phó trưởng đoàn thương thuyết. Đó là tại vì mình ngồi đằng sau và mình quan sát cái phe bên kia họ xì xào với nhau như thế nào. Mình biết rằng là phe bên kia có những người ta không đồng tình với mình, nhưng mà lại có những người ta rất là nhiệt tình với mình. Thế thành ra là mình nhìn thấy. Mà trong khi đó thì cái người đang thương thuyết không nhìn thấy, bởi vì họ phải kiểm soát cái lời nói của họ, cái suy nghĩ của họ. Khi mà mình thấy phe bên kia đó, cái người mà họ không thích mình, họ thắng thế, thì lúc đó là mình phải đưa ra một cái điều gì và làm cho cái cán cân của phía bên họ nó lật ngửa cho những người mà nhiệt tình với mình. Cái đó là cả một cái nghệ thuật thương thuyết. Tôi phải nói một cách rất là thẳng là rất ít phái đoàn có thể làm được cái đó. Đó là tại vì rằng là nó đòi hỏi mình phải hiểu là cái phe bên kia tổ chức ra làm sao, ai là cái người có quyền lực thật. Bởi vì rằng là cái phe bên kia đó, nó không phải là những người của cùng một bộ đâu. À, họ có quân đội, họ có bộ công nghệ, họ có bộ ngoại giao, họ có bộ tài chính. Mỗi bộ đó họ phản ứng theo cái chiều hướng mà nó có lợi cho đất nước theo cái ý kiến của họ. Thế thì một khi mà mình thấy rằng cái người mà phán quyết cuối cùng đó là cái người công nghệ chẳng hạn, thì lúc đó đó mình tạo upside về công nghệ. Nếu mà mình mà thấy là cái người quyết định cuối cùng là người quốc phòng, mình lại tạo nên một cái upside về quốc phòng. Cái vai trò của cái người trưởng phái đoàn, tức là vai trò của tôi, thì là tôi lùi lại một bước bởi để cho phó trưởng đoàn thương thuyết. Cho nên là mình lúc đó đó mình mới nhìn thấy cái sự xì xào trước mặt phía bên kia, và mình mới bảo đúng rồi, đến lúc này là tôi bắn sang bên kia
một cái upside, đòn quyết định đúng không? Đòn quyết định. Yeah. Thì quả nhiên là thấy nó nghiêng ngay tức khắc. Yeah. Thì cái đó là cái nghệ thuật không phải đoạn nào cũng nắm được. Chúng ta đều có thể nhìn thấy được rằng là giáo sư Phan Văn Trường là một trong những trưởng đoàn đàm phán thành công nhất với rất nhiều những cái giá trị tạo ra. Nhưng mà thầy cũng chia sẻ ở phần cuối cuốn sách là thầy cũng từng đi qua lỗi lầm, đánh đổi bằng sức khỏe, bằng hạnh phúc, một chút sĩ diện và một bộ vật chất. Không biết là bước ngoặt nào đã khiến thầy kịp nhận ra và từ bỏ cuộc chạy đua đó, như thầy đã thừa nhận rằng là tuy hơi muộn nhưng mà cũng không quá muộn ạ. Trước nhất thì thầy phải xin nói như thế này, là cái lúc mà mình mệt mỏi nhất không phải là mình thua đâu. Cái lúc mà mình mệt mỏi nhất là cái lúc mình thắng. Tại sao ạ? Các bạn đều biết là những người chết vì đột quỵ chỉ vì là uống ăn mừng nhiều quá thôi, chứ không bao giờ chết vì thất bại cả. Cái lúc mà mình uống rượu ăn mừng, cái là cái lúc dễ chết nhất. Thầy đã có một cái thời kỳ là Tổng thống Pháp nói như thế này. Và sau tuần nào báo chí nó cũng đăng cái thằng này nó thắng một dự án mới. Mỗi tuần làm sao mà nhiều như thế được. Và thằng là thì cái đội của nó là cái đội number one của nước Pháp. Có một cái thời kỳ 9 tháng mà mỗi một tuần thì lấy một dự án lớn. Thầy tổng cộng thầy ký 63 tỷ đô la dự án. Cái lúc đó là cái trái tim của mình nó rạo rực. Khi nó rạo rực quá mà mình bị đứt hơi. Mà về đó bà vợ mình bảo rằng là anh à, anh nói sao cái hơi anh bị đứt thế này. Và rằng tại mừng quá. Bà vợ mình bảo rằng là hay là anh làm việc khác đi. Mà không được. Cuộc đời đó nó có ý nghĩa lắm. Nếu mà mình luôn luôn là mình ở cái thế mà tạo những cái giá trị mà ăn đứt cho xã hội. Thế thành ra là mình mừng rỡ lắm. Mình đang xây dựng cái nước Pháp. Mình đang xây dựng cái loài người. Bởi vì trong khi mình làm cái dự án của mình thì cái công nghệ nó cũng tiến bộ. Đấy. Thì tất cả những thứ đó nó làm cho mình mất sức khỏe rất nhiều. Phải nói rằng tôi may mắn là được thánh nhân cũng che chở. Chứ nói thật thì tôi cũng đã mất một vài đồng nghiệp trong những cuộc thương như thế này. Có những người họ bị phải mổ não, thần kinh của họ chịu không nổi, căng thẳng quá mà trong nhiều tháng. Yeah. Tôi đã mất luôn cái giấc ngủ của tôi rồi. Tôi không có đêm nào tôi ngủ được một đêm mà thẳng thùng cả. Thế thì đấy, tất cả những thứ đó là những cái giá mình phải trả. Thế nhưng mà thôi thì bây giờ thì nói cho cùng thì ngày hôm nay vẫn còn ngồi trước mặt khán thính giả thì mình bảo như thế thì là điều mà mình cũng hạnh phúc vô cùng. Yeah. Mình phải khiêm tốn và mình nhìn nhận mình may mắn. Đó là vào cái thời kỳ mà bất thình lình tập đoàn tặng cho mình một cái cơ hội để mà chuyển hướng. Mình là chủ tịch tổng giám đốc của một công ty mà thương thuyết nhiều dự án, mình sang chủ tịch tổng giám đốc của một công ty nước. Thành thử ra là cái lúc mà cái thời kỳ sau này đó thì tôi làm chủ tịch tổng giám đốc của một cái công ty mà nó vận hành các công ty cấp nước. Thì công ty cấp nước thì làm cái gì nhỉ? Nó chỉ mở robinet ra xong rồi là nó tính tiền thôi. Thế thành ra là cái việc đó thì tôi cứ gác chân lên bàn. Đây là một cái hình ảnh mà thực sự là tôi làm thế thật. Gác chân lên bàn còn đọc báo đây. Rồi xong rồi hỏi cuối tháng là mình bán được bao nhiêu nước. Tự nhiên bất thình lình cái cuộc sống đang rạo rực nó trở thành cuộc sống rất êm đềm. Yeah. Chỉ có một cái phút kinh khủng là khi nào mà cái công ty cấp nước không có nước thô nữa. Tức là chẳng hạn một tháng rưỡi không mưa thì cái bể nước nằm giữa núi non nó xuống đến cái độ mà mình trông thấy đáy rồi. Lúc đó mình lo lắng lắm. Thì nhưng mà cái lo lắng đó đó nó không làm cho mình mệt nhọc. Bởi vì rằng là mình chỉ nói với báo chí rằng là không có mưa thì tôi cũng phải chịu thôi. Thế thành thử ra là tôi may mắn mà tôi được chuyển hướng đi vào một công ty mà mình chỉ đếm cái khối nước mà mình bán. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là quyển Một đời thương thuyết được viết từ những trải nghiệm hơn 40 năm theo nghiệp thương thuyết của giáo sư Phan Văn Trường với giá trị mang lại là hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Với giọng văn thì gần gũi, hóm hỉnh và chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế qua những cuộc đàm phán rất quyết liệt, đồng thời gửi gắm rất nhiều những triết lý nhân sinh. Thì Một đời thương thuyết đã nhanh chóng được bạn đọc yêu thích và trở thành một trong những quyển sách với số lượng xuất bản lên đến hơn 20.000 bản. Và nếu như mà quý vị khán giả ở thời điểm này chúng ta có những câu hỏi, những câu chuyện muốn được giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ thì quý vị có thể là để lại những phần bình luận, những câu hỏi của mình tại trang fanpage Doanh Nhân Sài Gòn. Và hiện tại thì chương trình Cuốn Sách Cuộc Đời cũng đã nhận được các câu hỏi từ quý vị khán giả, độc giả đã gửi đến cho giáo sư Phan Văn Trường và cho phép Phương Thảo xin được là người trung gian để chuyển những câu hỏi này đến cho thầy ạ. Vâng. Thưa thầy, một độc giả thì có hỏi thầy như thế này ạ. Trong sách thì em thấy giáo sư đồng ý với lời khuyên của một kỹ sư lão thành, đó là thương thảo một cách chân thành không đảm bảo sự thắng lợi, nhưng nó đảm bảo sự thành công bất kể ký hay là không ký hợp đồng. Như vậy thì theo giáo sư, thành công ở đây nên được hiểu như thế nào khi không đem được hợp đồng về cho công ty ạ? Đây lại là một câu hỏi rất là
rất là tinh tế. Mà cái câu trả lời của tôi đó thì thật sự mang tính triết lý. Mình đang xây dựng thế giới của người với người cùng làm việc với nhau. Khi chúng ta thương thuyết ngồi vào với nhau để mà xem chúng ta có thể cùng nhau xây dựng được không. Thế thì mình phải chấp nhận là cũng có lúc mình không có cái cơ hội để mà mình cùng xây dựng với nhau. Khi mà mình không có cơ hội thì mình phải chịu thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta phải vẫn kính nể nhau. Đúng rồi. Vẫn đi trên cùng một lộ trình. Có thể là một lộ trình cùng nhau hoặc là một lộ trình song song. Nhưng chúng ta vẫn đi trên cái lộ trình đó. Và nếu mà không có làm việc với nhau ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm việc với nhau ngày mai. Thế thành thử ra, cái việc quan trọng là chúng ta vẫn cùng chung chí hướng, vẫn cùng chung cái ý tưởng xây dựng, phát triển công nghệ, xây dựng tất cả những dự án tốt nhất có thể cho loài người. Và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái công cuộc đó là nó đánh giá một cái sự thành công. Tức là mình bao giờ mình cũng đi tới, chứ không phải nhất cứ là mình phải ký một cái hợp đồng. Có ai mà dám nói rằng 100 cái hợp đồng là mình ký cả 100 đâu. Mình thế nào cũng mất vài cái. Tôi đã có một cái thời kỳ trong 3 năm trời tôi không mất cái nào cả. Đây là cái thực tế nó đã xảy ra thật như thế. Mà rất là khó tin. Cái điều khó tin thì mình không nên tin. Mình nên nghĩ rằng là trên 10 dự án mà mình lấy được 5 dự án thì mình quá may mắn. Nếu mà đã lấy được 6 đó thì thực sự là một cái điều hiếm có. Và chính vì vậy mà mình luôn luôn mình giữ trong lòng của mình tất cả những người bạn Trung Quốc vẫn tiếp tục là những người bạn của mình. Cho dù là đã có lúc họ là cái người chống đối mình, nhưng mà họ chống đối là họ bảo vệ cái quyền lợi của công ty của họ thôi. Chứ còn về cái mặt mà cá nhân á, họ rất kính nể mình mà mình rất kính nể họ. Thế thành thử ra ở đây đấy, cho phép tôi nói rằng con người là vẫn phải kính nể nhau, con người vẫn phải tiếp tục làm việc với nhau để xây dựng cái thế giới này. Còn cái quyền lợi của công ty đó thì có lúc được, có lúc không, mình phải chấp nhận. Dạ, cái đó chính là cái upside mà mình nhận được sau những cái cuộc thương thuyết, đúng không ạ? Một câu hỏi khác thưa giáo sư Phan Văn Trường là một khán giả cũng gửi một câu hỏi như thế này ạ. Sách được giáo sư viết từ gần 10 năm trước. Các vụ đàm phán chủ yếu là cũng từ những thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Và em xin phép thắc mắc là liệu áp dụng những điều mà giáo sư chia sẻ vào các cuộc thương thuyết ở thời điểm hiện tại thì có còn phù hợp hay không? Và giáo sư đánh giá như thế nào về khả năng thương thuyết của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ạ? Vâng, khi mà mình mà coi cái cuộc thương thuyết như là những một cái sự thao tác giữa người với người thì con người đó là muôn kiếp nó cũng vẫn như thế thôi. Cho nên là sẽ không có phải thay đổi cả về tư duy, thương thuyết, triết lý thương thuyết cũng như là những cái nguyên lý mà mình sử dụng để mình thương thuyết. Không có gì thay đổi cả. Cái mà nó thay đổi đó là cái ngôn ngữ. Thời nay thì cái ngôn ngữ tay chân nhiều, vấn đề ngôn ngữ thì nó sẽ thay đổi. Thế nhưng mà con người nó sẽ không bao giờ thay đổi cả. Thành ra là cái này tôi xin xác nhận là các bạn là có thể tiếp tục đọc cái cuốn sách của tôi. Cuốn sách của tôi viết là trên cái giá trị triết lý muôn đời, là giữa con người với con người, hễ mà tin tưởng lẫn nhau, hễ mà có cái ý tưởng là cùng xây dựng với nhau cái xã hội thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái cuộc thương thuyết nó giống hệt qua thời gian. Thêm một câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ. Thưa giáo sư, trong sách thì giáo sư lưu ý khi thương thuyết với người nước ngoài thì hãy chân thật trong lời nói, nhưng chân thật không có nghĩa là thật thà. Và giáo sư cũng chưa có dịp áp dụng phong cách thương thuyết cứ thật thà là đi tới đích nhanh nhất như một người bạn Malaysia từng khuyên. Giáo sư có thể lý giải thêm đâu là ranh giới giữa chân thật và thật thà trong thương thuyết ạ? Mình không được nói cái điều gì sai. Nếu mà nói sai thì mình không chân thật. Nhưng mà không cái gì bắt buộc mình nói cái điều đúng. Thí dụ như là bây giờ lại trở lại một người con gái mà mình đòi cưới đi đó. Thì mình có thể nói rằng cô ấy đẹp trước khi cưới, hoặc là cô ấy đẹp sau khi cưới. Thế mình nên nói lúc nào nhỉ? Mình nên nói lúc trước khi mình cưới thì cô ấy mới cưới mình. Đó là chỉ là chọn lúc, nó chỉ là chọn nơi, đó là chỉ chọn đối tác. Thế rồi cái đối tác ấy, thì mỗi người lại có một cách nói. Thí dụ như là đối với người phụ nữ này thì mình nói rằng là em đẹp mê hồn trận. Nhưng mà đối với người phụ nữ khác thì nó nói rằng là cái mái tóc của em nó ống ả và nó đưa tất cả những cái nét mặt của em lên. Mình nói nhiều cách, cái nhiều cách đó là cái sự chân thật. Nhưng mà trong cái tinh thần ống ả, tinh thần chiêu đãi. Cho nên là không được nói một cái gì mà sai sự thật.
Mình phải nói sự thật, bởi vì chỉ có sự thật người ta mới tin tưởng mình thôi. Yeah. Nếu mà người ta khám phá ra sau này là mình đã nói một cái gì sai thì người ta sẽ không tin tưởng nữa. Yeah. Mà khi mà không còn cái sự tin tưởng nữa đó, thì không còn thông thuyết nữa. Mình coi như là mình bị cháy và sẽ không bao giờ được sử dụng lại nữa. Yeah. Tức là chúng ta không nói sai, nhưng mà không hẳn là chúng ta sẽ nói tất cả, đúng không ạ? Dạ. Phụ nữ Việt Nam giỏi lắm thì phải. Trong cái nghệ thuật không nói sai mà không nói hết. Dạ vâng ạ. Em rất là cảm ơn thầy. Nhưng mà Phương Thảo nghĩ rằng đó là cái khả năng của người Việt Nam nói chung. Dạ. Đúng là lúc nào mà ở bên cạnh giáo sư Phan Văn Trường thì cũng sẽ được truyền rất là nhiều những cái năng lượng tích cực. Thầy rất yêu đời. Mà các bạn ạ, các bạn phải tập yêu đời cho dù là có lúc các bạn thất bại. Bởi vì rằng là khi mà mình thất bại đó, nó cũng vẫn chỉ là một cái cơ hội để mình học thêm. Và chính vì vậy cho nên là có cái thái độ đó, nó làm cho tôi luôn luôn yêu đời. Và Phương Thảo biết rằng là ở thời điểm này thì vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi mà quý vị đã gửi đến cho trang fanpage Doanh Nhân Sài Gòn. Tuy nhiên là thời lượng của chương trình thì có hạn, cho nên là xin phép là dừng phần hỏi đáp ở đây. Và những câu hỏi mà quý vị gửi về cho chương trình thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và sẽ gửi đến cho giáo sư Phan Văn Trường để có thể là giải đáp sau đến tất cả quý vị. Một lần nữa, Phương Thảo xin được thay mặt cho chương trình Cuốn Sách Cuộc Đời cảm ơn thầy rất nhiều đã đến với chương trình ạ. Dạ vâng, thầy xin cảm ơn Phương Thảo, thầy xin cảm ơn Doanh Nhân Sài Gòn. Thầy cũng xin cảm ơn tất cả các khán thính giả đã theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cuốn Sách Cuộc Đời ngày hôm nay. Chương trình Cuốn Sách Cuộc Đời thì được phát vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên Doanh Nhân Sài Gòn Online ở địa chỉ là doanhnhansaigon.vn. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình qua trang fanpage hoặc là kênh YouTube của tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn. Đồng thời thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình từ 8 giờ đến 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 87.7 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Đến đây thì Phương Thảo và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình sau.